gắng hết mình và giành được một điểm quý giá ở trên sân khách, và cái kết quả ngày hôm nay không phải là một cái trận đấu dễ dàng đối với Quảng Ninh, và em vui mừng với cái một điểm. Sự có mặt của huấn luyện viên Van Seo cùng các huấn luyện viên Hàn Quốc ở trên khán đài có tập có tiếng Anh. Em nghĩ là một cầu thủ cống hiến cho Phan Quảng Ninh không được suy nghĩ quá nhiều về khán đài có những ai, và em chỉ tập trung vào trận đấu ngày hôm nay và đã cố gắng hết mình. Anh thực sự là tiếc cho Quân, bởi vì là chưa bao giờ khi mà về Việt Nam anh lại thấy em đang thi đấu tốt như thế này. Một chút cảm xúc cá nhân của em về cái cơ hội lên tuyển của mình. Em nghĩ là cái cơ hội luôn luôn rộng cửa với cả mọi cầu thủ thi đấu ở V-League, và em cũng đã cố gắng hết mình và em sẽ cố gắng tiếp để mà có những cái trận đấu tiếp theo tốt và lọt vào mắt xanh, cũng như là được quay lại đội tuyển quốc gia. Quân khát khao như nào cái việc trở lại đội tuyển quốc gia? Rõ ràng thì là một cầu thủ chuyên nghiệp thì ai cũng muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia, và em là một cái trường hợp cũng như vậy, và nếu mà không có động lực như vậy thì không nên đá bóng làm gì, và em nghĩ là cầu thủ nào cũng sẽ cố gắng, và em cũng là sẽ cố gắng hết mình trong những cái thời gian tiếp theo. Thì em nghĩ là đối với em, riêng đối với em thì việc về Việt Nam thi đấu thì nó đã là một cái gì đó rất là mới với em, và về cống hiến cho đội tuyển quốc gia là cái mục tiêu đầu tiên của em. Và khi nhận được cái danh sách không có tên mình thì cái cảm xúc của Quân như thế nào, và Quân đã vượt qua nó ra sao? Thì em nghĩ là bình thường thôi, tại vì 2 năm vừa rồi em cũng không có tên trong danh sách, và một lần nữa không có tên thì cũng là một cái điều gì đó đối với em, để mà cái động lực để mà em cố gắng trong cái thời gian tiếp theo thôi. Trong 2 năm qua thì Quân giữ cái lửa của mình như thế nào? Bởi vì nói thật là 2 năm là một khoảng thời gian quá dài. Mình nói cái con số 2 năm thì nó rất là nhanh, nhưng mà thực sự là từng ngày từng giờ nó rất là dài. Thì em nghĩ là luôn luôn ở sau lưng em có rất là nhiều người ủng hộ em, cũng như là nhất là gia đình, vợ con, cũng như là những cái người mà luôn luôn cổ động cho em ở trên khán đài, cũng như là ở trên mạng xã hội, thì em nghĩ là những cái người đó là những cái người mà thúc đẩy em để mà cố gắng. Theo đánh giá của Quân thì cơ hội dành cho những cầu thủ Việt kiều như Quân cũng như là các bạn khác như thế nào, và liệu cái khó khăn của Quân có khiến cho những cái bạn Việt kiều khác cảm thấy nản không? Thì em nghĩ là mỗi người có một cái quyết định chọn cái con đường riêng của mình mà. Và không có cái gì mà nó dễ dàng đến với mình cả, và ai cũng phải cố gắng thôi. Ai mà sẽ cố gắng nhiều hơn thì sẽ được đền đáp nhiều hơn. Quân có thể kể một vài những cái trường hợp mà những cầu thủ Việt kiều đã từng tham vấn ý kiến của Quân để về Việt Nam? Thì em nghĩ là gần đây nhất thì có Philip. Philip hỏi em rất nhiều về môi trường bóng đá Việt Nam, và em thì cũng ở đây là đến năm nay là năm thứ 6 rồi, và cũng em nghĩ là đã hiểu rõ về cuộc sống ở đây cũng như là bóng đá ở đây, thì em cũng có thể luôn luôn giúp đỡ các bạn khi mới về, cũng như là để mà hiểu thêm về bóng đá cũng như là môi trường sống ở Việt Nam. Cụ thể là Philip hỏi Quân những gì và Quân tư vấn như thế nào? Thì em nghĩ Philip chỉ hỏi xung quanh việc ở Việt Nam thời tiết, cũng như là đội tuyển chơi sơ đồ như thế nào, và những cái cầu thủ ở trong tuyển như thế nào, và em nghĩ là cái đấy thì em cũng đã ăn cơm tuyển, và em cũng đã một phần nào đó hiểu cái đội tuyển quốc gia nó như thế nào, và em cũng có thể giúp Philip một phần nào đó. Xin hỏi Quân là nguyên nhân nào khiến cho những cầu thủ Việt kiều khi mà về Việt Nam gặp rất là nhiều khó khăn như thế? Em nghĩ là nó cũng có cái nhiều cái yếu tố khác để mà tác động đến, một là tâm lý, hai là cái lối cuộc sống của các bạn, và em nghĩ là ai thì cũng phải trải qua những cái khó khăn thì mới thành công được, và em nghĩ là các bạn không nên bỏ cuộc quá sớm, và luôn luôn cố gắng. Có rất nhiều những cầu thủ Việt kiều được đào tạo trong một môi trường phải nói là vượt trội về mặt bóng đá, Quân là một trong trường hợp như thế, nhưng về Việt Nam vẫn rất là khó khăn. Thì em nghĩ là mỗi môi trường nó một khác nhau, và cái quan trọng là các bạn phải thích nghi được với cuộc sống ở đây trước tiên, cũng như là làm quen, cũng như là kết bạn được với cả mọi người ở đây để mà hòa nhập với cái lối sống, cũng như là trong cái đội bóng như thế nào thì các bạn mới có thể hòa nhập, nghĩ đến cái việc chuyên môn sau. Nhưng mà liệu cái khó khăn của Đặng Văn Lâm cũng như là của Mạc Hồng Quân có khiến cho những các bạn Việt kiều cảm thấy có một chút gì đấy nản lòng? Thì em nghĩ là Lâm sau cái thời gian mà khó khăn thì cũng đã rất là thành công trong thời gian vừa rồi, và đấy em nghĩ là có thể là một cái động lực để mà các bạn về Việt Nam, và các bạn nhìn theo cái đấy và cố gắng hết mình. Hỏi thật là cuộc sống của Quân ở Việt Nam như nào, em có cảm thấy cô đơn không, và cái sự khác biệt về mặt văn hóa có làm em tổ chức cuộc sống một cách nó chật vật hơn không? Không, em nghĩ là có thể lúc đầu mới về thì nó cũng có một chút gì đó khác biệt, nhưng mà dần dần thì mình sẽ quen, và đến bây giờ thì có vợ con ở đây rồi thì em nghĩ là không còn cái cảm giác gì mà gọi là người nước ngoài hay là người Việt kiều về nước nữa. Em nghĩ là một cuộc sống ở đây coi như là
Bình thường thôi. Câu hỏi cuối cùng muốn hỏi Hoàng Quân là nếu được trở lại cái thời điểm mà em quyết định về Việt Nam, mình lược bỏ những cái câu chuyện liên quan đến gia đình và vợ con đi, thì liệu Quân có vẫn giữ cái quyết định của mình không? À, em nghĩ là mỗi cái quyết định mà em đưa ra thì em đã suy nghĩ rất là kỹ, và mặc dù có chút khó khăn nhưng mà em nghĩ là về Việt Nam là một cái quyết định em không bao giờ hối tiếc. Cảm ơn Quân. Cảm ơn Quân.